Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề bầu cử ở Hoa Kỳ. Hôm nay chỉ còn vài ngày nữa, Đảng Dân Chủ sẽ có một cuộc tranh luận gọi là Second Debate. Và cái cuộc tranh luận này cũng sẽ gồm có 20 ứng cử viên, chứ thật ra bây giờ là Đảng Dân Chủ có 25 nam và nữ ứng cử viên. Rồi tranh cử cái chức Tổng thống vào năm 2020 tới đây. Nhưng mà dựa theo cái điều luật của Đảng Dân Chủ, tranh luận là thứ gì? Nó đòi hỏi phải có 130.000 cử tri ủng hộ, tiền bạc và vấn đề đề cử ra làm tranh cử Tổng thống. Còn về tiền bạc thì phải có ít nhất 65.000 người ủng hộ tiền bạc trên các tiểu bang. Và trong số đó thì mỗi một tiểu bang nó phải có 200 người cho đến 500 người, cho đến 1.000 người ủng hộ dù nhiều hay ít. Và tối thiểu phải có 20 tiểu bang, ở trong đó mỗi một tiểu bang phải có đến 200 và 500 người đóng tiền ủng hộ cho ứng cử viên. Dù là 5 đồng, 10 đồng hay là 200 đồng, nó phải đủ cái con số 130.000 người. The first debate, tức là cái cuộc tranh luận lần đầu tiên cách đây vài tuần, thì quý vị nhớ là nó đòi hỏi 65.000 người. Và phải có 1% cái số phiếu cử tri đi bầu của Đảng Dân Chủ ủng hộ. Còn hôm nay cái số 1% nó phải tăng lên 2%. Và số 65.000 người nó phải tăng lên 130.000 người. Đây là những cái sự kiện để làm cho ứng cử viên người ta khó khăn hơn và giảm thiểu những cái người ra tranh luận, ra tranh cử một cách bừa bãi. Thì kết quả cho đến giờ này hôm nay cũng vẫn có chỉ còn khoảng 20 người đủ điều kiện. Còn 5 người kia vẫn ra tranh cử nhưng không đủ điều kiện thì không được tham dự. Thế thì trong cái cuộc tranh cử này họ chỉ có một cái giấc mơ duy nhất, đó là hạ bệ Donald Trump. Vì cái chỗ mà muốn hạ bệ Donald Trump, cho nên Đảng Dân Chủ họ đã không từ chối những cái hành động bẩn thỉu, nó gọi là dirty work. Vận dụng hết mọi phương tiện, từ quảng cáo đến vấn đề truyền thông, đến vấn đề Đảng Dân Chủ kết án và impeachment để có thể đàn hạch và chốt phế Donald Trump. Và một cái hành động mới nhất là hôm qua họ đòi hỏi công tố viên Robert Mueller, người đã từng tốn 22 tháng để mà điều tra Donald Trump về cái tội thông đồng với Nga. Trong 22 tháng đó thì mất đến 20 tháng. Họ ngồi chơi xơi nước, họ đặt ra những câu chuyện vu vơ. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã phản đối và nói rằng đây là một cuộc săn lùng phù thủy, chúng tôi đã có nhiều lần thưa với quý vị. Nhưng kết quả sau khi Tổng thống Donald Trump dẹp anh chàng Jeff Sessions là một tay bộ trưởng hàng hai, miệng thì nói yểm trợ Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử, mà cũng vì cái lối mà làm cho Tổng thống hiểu lầm, cho nên khi ông vừa đắc cử, ông đề cử ngay cho Jeff Sessions là một người thuộc Đảng Dân Chủ, là một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump một cách nhiệt tình làm Bộ trưởng Tư pháp. Nhưng sau khi nhậm chức Tổng trưởng Tư pháp thì ông lại lên tiếng với Tổng thống là: thưa Tổng thống, cái vụ điều tra mà Đảng Dân Chủ nó đang muốn điều tra Tổng thống về thông đồng với Nga, tôi không dính vào. Thì giây phút đó Tổng thống Donald Trump đã lỡ bảo: tại sao anh không nói tôi trước khi anh được đề cử? Nếu anh nói câu chuyện đó trước khi đề cử, tôi sẽ không đề cử anh. Thế nhưng mà câu chuyện đó dĩ lỡ thì anh ta giao cho Rod Rosenstein. Thì anh chàng Rosenstein này là một thằng thứ trưởng tư pháp từ thời Loretta Lynn, tức là bộ trưởng tư pháp cũ của Obama. Cho nên cả một cái dàn từ bộ trưởng tư pháp, xin lỗi, thứ trưởng tư pháp cho đến giám đốc FBI, cho đến giám đốc CIA, cho đến cơ quan hình sự, nó gọi là Criminal Division Director là thằng Peter Strzok, đều là người của Obama và của Hillary. Cho nên chúng thông đồng với nhau để kết tội Donald Trump trên một hồ sơ giả. Đó là hồ sơ của Christopher Steele Dossier. Thế thì Tổng thống vẫn để cho cái tên Robert Mueller này làm việc suốt gần 20 tháng. Đến sau đó Tổng thống mới gạt cách chức anh Jeff Sessions và đề cử ông William Barr. William Barr là một tay bộ trưởng tư pháp từ thời ông Tổng thống Bush. Và ông ta là một người kinh nghiệm đầy người và là một người phản đối Robert Mueller ngay từ hồi Tổng thống Donald Trump mới thắng cử. Kết quả
Robert Mueller sợ quá, cho nên mới kết thúc cái cuộc điều tra 2 tháng sau khi mà ông William Barr làm Bộ trưởng Tư pháp. Và tuyên bố một câu thứ nhất, số 1, không có collusion, no collusion, tức là không có thông đồng với Nga, Donald Trump không có cái tội đó. Số 2, vấn đề cản trở công lý, gọi là obstruction of justice, thì không có sufficient, no sufficient evidence, tức là không có những cái bằng chứng cụ thể đủ để kết tội Donald Trump. Đây là một câu nói thầm lưu manh của cái tên Robert Mueller. Vì vậy Đảng Dân Chủ lợi dụng cái tình trạng nửa trắng nửa đen đó mới yêu cầu Robert Mueller ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư vừa qua. Kết quả là cái gì? Kết quả là Đảng Dân Chủ mong ước được cái tên Mueller đưa ra những lời cáo buộc tội lỗi. Nhưng kết quả, Robert Mueller đã bị cảnh cáo của Bộ Tư pháp, chú mày chỉ nên nói những cái điều nằm trong bản phúc trình. Bởi vì khi ra điều trần, anh chàng Jerry Nadler là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện hỏi những câu hỏi ngoài cái vấn đề phúc trình, thì Robert Mueller tuyên bố rõ ràng những điều các ông hỏi nó nằm hết trong bản phúc trình, tôi không thể nói những cái điều khác. Rồi đến câu hỏi thứ nhì này mới đau đầu. Đảng Dân Chủ không hỏi, nhưng mà Đảng Cộng Hòa là anh chàng dân biểu Real Jordan, anh Jordan hỏi một câu rằng công tố viên Mueller hãy nói lại sự thật về cái tội hồ sơ giả của thằng Christopher Steele. Thì tên này ngậm miệng không trả lời. Tên này chỉ nói một câu rằng là cái chuyện đó đã qua rồi, có gì quý vị cứ nhìn trong mặt phúc trình. Là vì nếu nói là câu chuyện đó ra nó đổ bung, là Đảng Dân Chủ đã hợp tác với con Hillary, đã hợp tác với con Loretta Lynn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, làm ra hồ sơ giả với 12 triệu đô la giả cho một tên tình báo người Anh đã về hưu, lập ra một hồ sơ 32 trang để lập nhân truy tội, tức là đặt ra chuyện giả Donald Trump đã hợp tác với Nga. Kết quả 12 triệu đô la đem là một cái bản giả để rồi FBI James Comey đã xin lệnh tòa án để điều tra và nghe lén cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump. Đó là một điều rất là lưu manh và giả dối. Câu hỏi của Roy Jordan, một ông dân biểu Đảng Cộng Hòa, đã bị Robert Mueller trốn tránh không dám trả lời. Cho nên nói tóm lại, cái sự kiện này là Đảng Dân Chủ đã bị vỡ mặt. Theo lời nhận định của anh chàng Joe Scarborough. Joe Scarborough là ai? Là một tên đang bình luận ra của đài MSNBC. Có cái chương trình gọi là Good Morning Joe của cái đài truyền hình này. Thì trong cái chương trình Good Morning Joe, một ngày sau khi mà anh chàng Mueller ra Hạ viện, thì anh chàng Joe Scarborough ngồi với bà vợ, nói một câu rằng là Đảng Dân Chủ đã đến lúc phải xoắn tay áo lên và đấm cho Donald Trump một đấm vào mặt. Nếu các anh không đủ can đảm làm việc đó, thì các anh hãy sửa soạn đón nhận 4 năm tới của Donald Trump thắng cử một cách vẻ vang. Thì cũng là một cái điều mà Dương Đà nói cách đây vài tuần lễ đối với quý vị là nếu Đảng Dân Chủ khôn ngoan, giờ này hãy bỏ 1 tỷ đô la cho những cái tên ăn hại ra tranh cử đó để cứu người homeless. Còn vấn đề Donald Trump giờ này có buồn ngủ, có dám mắt cũng vẫn thắng cử, mà thắng cử lớn, tiếng Anh nó gọi là gì? Landslide victory for 2020. Trong vấn đề tranh cử một cách tuyệt vời. Đến nỗi mà landslide là gì? Đất nó sụt xuống. Thì hôm nay chính cái tên Joe Scarborough này là một tên theo Dân Chủ, là một tên ủng hộ Donald Trump, Hillary trong năm 2016 đã nhiều lần nói xấu Donald Trump. Thì quý vị thấy rằng những cái điều mà Dương Đại Hải nói nó phù hợp với cái sự kiện lịch sử của nước Mỹ ngày nay. Chính trị của Hoa Kỳ bây giờ là chính trị của sự thật, chính trị của lẽ phải, chính trị của đức tin và chính trị của tư bản chủ nghĩa, đó là Donald Trump. Cho nên các anh dù bất cứ một đảng phái nào, bất cứ một khuynh hướng nào mà chống Donald Trump chỉ là một cái sự gọi là daydreamer, tức là những cái tên mộng du. Trong chính trị mà mộng du thì có thể là từ chết cho đến chết. Cho nên cái câu chuyện này làm cho chúng ta hãnh diện. Thế thì chúng tôi cũng nói sơ về cái tên Joe Scarborough này là ai mà dám tuyên bố mạnh mẽ. Thật ra đây là một cái tên thuộc về Đảng Cộng Hòa. Tên này trước năm 2016 thuộc về Đảng Cộng Hòa, đã từng làm dân biểu của tiểu bang Florida,
Tên này bao nhiêu tuổi? Tên này sinh vào năm 1963, vào ngày mùng 9 tháng 4. Và đã từng làm dân biểu 8 năm. Từ năm 2003 cho từ 1993 cho đến năm 2001. Và tên này cũng đã từng là một trong những người nổi tiếng của nền Cộng hòa của tiểu bang Florida. Thế rồi sau đó là vì sao? Lấy một cô vợ thuộc về Đảng Dân Chủ. Và bây giờ cô bé này đang ngồi với anh chàng Joe mỗi buổi sáng. Thì anh ta đổi từ dân Cộng hòa qua Dân Chủ và vận động theo Hillary. Và từ ngày đó thì tên này vận động bằng mọi giá để cho Đảng Dân Chủ thành công. Và có nhiều khuynh hướng cho nói rằng chính tên này nhận tiền của Tập Cận Bình, của cái bọn Cộng sản Tàu Cộng. Cho nên nó khuynh hướng đi theo tiêu diệt Donald Trump và Đảng Cộng hòa. Nhưng rất tiếc, càng ngày mọi người đều thấy rằng Đảng Dân Chủ đã thất bại ê chề. Chỉ vì có hai điều. Đảng Dân Chủ chủ trương vô thần, tức là muốn nước Mỹ này xa rời Thượng Đế, lấy đức tin ra khỏi người dân Hoa Kỳ, và đồng thời tiến về xã hội chủ nghĩa nền kinh tế. Cho nên tất cả cái đường lối của Đảng Dân Chủ là chủ trương làm sao để phá hoại nước Mỹ. Từ vấn đề mở rộng cửa biên giới để cho những dân di cư bất hợp pháp của thế giới, nhất là Hồi giáo, tràn ngập như là thời Obama. Quý vị có biết rằng Obama làm Tổng thống 8 năm, cái con số người Hồi giáo vào nước Mỹ không phải 100-200 nghìn, hàng triệu người Hồi giáo. Cho nên Hillary rất sung sướng tuyên bố rằng nếu tôi thắng cử, tôi sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Obama. Và chính những cái lời nói dại dột và điên rồ đó, người ta biết được hai điều. Đảng Dân Chủ này muốn biến Hoa Kỳ thành một xã hội chủ nghĩa, và Đảng Dân Chủ này muốn lấy đi đức tin của những người dân Mỹ. Mà như quý vị đã nghe tôi đã nhiều lần nói, nước Mỹ thành công dựa trên hai điều căn bản. Thứ nhất là tin vào Thiên Chúa. Thứ hai, tư bản chủ nghĩa. Ngày nào quý vị thấy nước Mỹ bỏ ra cái chữ In God We Trust, ngày đó nước Mỹ đã trở thành vô sản. Và chính vì cái đường lối mà không thể nào chấp nhận vô sản đó, cho nên cái Đảng Cộng Hòa thành công, và trong đó Donald Trump đã tuyệt vời chiến thắng quỷ dữ là Hillary với 304 phiếu của cử tri đoàn. Và đến bây giờ các nhà quan sát chính trị sẽ cho rằng lần này 2020 đến đây, Donald Trump sẽ có thể lên 400 phiếu cử tri đoàn. Còn vấn đề Đảng Dân Chủ nó có thể ăn gian, ăn cướp, ăn trộm đến 30 triệu phiếu, đến 50 triệu phiếu cũng là đồ bỏ. Và kính thưa quý vị, đấy cũng là một cái mục tiêu tối hậu, điều kiện ắt có và đủ để cho Đảng Dân Chủ có thể tồn tại là phải trở về với con đường của Thiên Chúa, con đường chính đạo. Bởi vì đạo Thiên Chúa là con đường chính đạo. Tất cả những cái tôn giáo khác không bao giờ họ nói rằng họ là một tôn giáo. Họ chỉ là một cái đạo là đường, là một cái tổ hợp, là một con đường đi để cho con người ta có thể tiến tới hạnh phúc, chứ không phải là cứu rỗi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca nói rằng là ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Vậy thì chúng ta đều là Phật vì có Phật tánh và Phật tâm. Và tùy theo cái Phật tánh và Phật tâm đó chúng ta mới thành chánh đạo. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.